Cô xin chào cả nhà, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cả nhà tô màu bức tranh một giỏ hoa nha. Hãy cùng bắt tay vào tô của mình nhé. Mình sẽ tô hoa này màu tím này.
Vậy là chúng mình đã hoàn thiện xong bức tranh này rồi đấy các bạn ơi. Hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nhé. Một giỏ hoa màu tím này, với các phối màu này của mình, các bạn có thể tham khảo để tô cho bức tranh của các bạn nha. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những clip hướng dẫn tô màu lần sau.